Hello mọi người, nhất là những anh chị sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân. Đây là video em làm về vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi Mậu Thân đối với năm Đinh Dậu 2017. Nếu anh chị xem thấy ứng dụng được trong cuộc sống và hay thì xin bấm like và chia sẻ video để nhiều người tuổi Mậu Thân biết để phòng tránh trong cuộc sống và cho cái năm nay cách tốt hơn. Cảm ơn các anh chị trước. Trở lại với tuổi Mậu Thân thì Mậu Thân thì năm nay 50 tuổi, thì các anh chị năm nay thì hướng vào Hoàng Ốc, cho nên nếu như mà được thì đừng nên xây dựng nhà cửa vào năm này. Nhưng mà dù gì thì Hoàng Ốc nó vẫn nhẹ nhàng hơn Kim Lâu, nhưng mà nếu như mà phải xây thì thôi, ok, xây sửa thì phải chấp nhận thôi. Đều mình phải coi ngày coi tháng cho nó kỹ càng hơn. Người mà Mậu Thân thì có mạng là đất trạch thổ, tức là đất xanh làm nhà đó, và người này là người tuổi dương, tức là thổ dương. Nội tại của cái người tuổi dương này đó là can can mậu thuộc hành thổ, mà hành chi thân đó là thuộc hành kim, mà thổ sinh kim cho nên là can sinh chi, là một điều rất là thuận lợi. Gốc sinh ra cái ngọn. Thì người này thì nội tại của người này thì là bản thân là những người thông minh, tại vì người tuổi Mậu Thân và thường là những người rất là thông minh, và có can chi như thế này thì là họ có căn cơ và họ có thực lực, và trong cuộc sống là dễ dàng đạt được thành công, và nhiều khi là thành công ở tuổi rất là sớm, họ có được thành công trước hậu vận trước năm 40 rất là nhiều. Những người của tuổi Mậu Thân á, trong tuổi Mậu Thân luôn á, thì những người mà sinh vào 1357 là những người đó tháng đó là tháng dương, tức là tháng tháng lẻ là tháng dương, tháng âm lịch nha, và tháng chẵn là tháng tháng âm. Mà người tuổi dương sinh vào tháng dương là thuận lý, và người tuổi dương mà sinh vào tháng âm thì là nghịch lý. Và hai cái người này là cái sự chênh lệch nó rõ ràng lắm nha. Người tuổi thuận lý thì họ sẽ có nhiều sự may mắn trong cuộc sống hơn, dù là cùng tuổi cách nhau có một tháng thôi, nhưng mà người có hai người hai số mệnh khác nhau là chuyện rất là bình thường ha. Cái lợi của người mà thuận lý là họ họ làm việc hay gặp thời, cái thời của họ nó nhanh nhanh, họ may mắn, họ có được họ trồng lúa thì họ xuống, có thể họ xuống giống sau cái người kia 3-4 ngày, nhưng mà nó lại ngay cơn mưa đồ này kia nó làm cho rất là tốt, trong khi người kia là xuống nó không được thuận lý, dù là hai người cùng tuổi với nhau. Đó là một cái rất là đặc biệt ha. Xem tương quan ngũ hành của với bạn bạn của cái tuổi này thì nam thì thuộc cung khôn hành thổ. Hành của người này là âm ngũ hành, hành của người này nó lại cùng với là hành thổ với lại bản mệnh luôn. Cho nên nó là nạp âm ngũ hành là bình hòa nhau. Những người này á tuy là không phải là những người vất vả như những người mà nạp âm ngũ hành hoặc là bản mệnh khác nhau. Nhưng là những người người này á cũng không phải là những người may mắn dễ dàng thành công trong thành công, công thường phải nỗ lực nhiều hơn những người xung quanh mới được thành công. Họ bỏ sức ra nhiều hơn những người kia, và người tuổi này thì ngoài sức ra họ bỏ trí tuệ rất là nhiều ha. Còn nữ thì lại thuộc cung khảm hành thủy. Thổ thì khắc thủy, bản mệnh khắc nạp âm ngũ hành, thì mạng thổ mà khắc nạp âm ngũ hành thủy, gốc khắc ngọn. Thường những người này không may mắn trong chuyện tình cảm với người thân lúc tiền bệnh. Cuộc sống muốn giàu sang thì phải bôn ba xứ người tha phương cầu thực. Nữ nắm thiên can của chữ mậu, thường cuộc sống lận đận trung duyên, tình duyên khó vẹn toàn, may mắn trong cuộc sống thì không có nhiều. Thấy là chữ mậu rồi mà còn cái thêm cái bản mệnh nó khắc nạp âm ngũ hành thì nó sẽ có những cái rất là khó chịu như vậy. Thì đấy là những cái nội tại, và cái nội tại này là giống như em nói những cái clip trước, nó nằm ở bên trong,
Còn cái sao bản mệnh hàng năm là cái nằm ở bên ngoài, tại vì nó có thay đổi được, còn cái nội tại này thì nó không thay đổi, nó cứ đi theo mình suốt đời ha. Rồi để xem coi á, năm nay năm Đinh Dậu 2017 thì tuổi này nó như thế nào. Thì tuổi này thì đã trải qua được nửa năm rồi, thì nếu có chuyện gì thì mình cũng đã thấy được cơ bản rồi, để xem thử coi nó cơ bản như thế nào ha. Nam của tuổi này năm nay là sao Thái Dương. À, sao này là một sao khá lành, có thể nói là một sao chỉ thua sao Mộc Đức thôi, là tinh quân tốt nhất trong các sao chủ về hưng vượng tài lộc. Ai chịu ảnh hưởng của sao này là đi xa dễ thành công, buôn bán làm ăn xa thì mới dễ thành công hơn là gần. Đó, tài lộc hưng vượng phát đạt đó. Hạn là toán tập, tức là bệnh bất thình lình đến, chủ yếu là nhức đầu nhẹ nhàng thôi ha. Vận niên xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt xấu ha. Mạng thổ gặp năm hỏa sinh tương sanh, hỏa sinh thổ, à quên, lộn, thổ sinh hỏa, lộn, hỏa sinh thổ, đúng rồi. Thì nó mình được sinh ra mà, cho nên là sẽ tốt ha. Địa chi thân gặp năm dậu là sinh xuất, địa chi mà tuổi thân gặp năm dậu là sinh xuất. Thiên can mậu gặp năm đinh là sanh nhập tốt. À, vận hạn của năm nay là thường đóng tại cung thân, hành kim thuộc hướng tây nam, đối với mậu thân là bại địa. À, xấu. Tọa cung tiểu vận có trực phù phục binh thiên không tuyệt nguyệt đức. À, toàn sao tốt. Thiên quan quốc ấn tử phù tướng quân, lộc quan kiếp sát, có kiếp sát ha, triệt. À, lực sĩ thiên trù đà la tràn sinh phá toái tuần. À, sao tam hợp thì có thanh long, long đức, mộc dục, thiên la, lưu hà, thiếu âm, thiên hỷ, suy. À, cũng toàn là những sao tốt không, không có phải sao xấu gì mà. À, công việc nếu như mà xét những cái về trên thì năm nay công việc làm ăn thì không không quá khó khăn. Gọi là năm bại địa, rơi vào bại địa, nhưng mà thật sự ra là nói thì năm nay gọi là không quá khó khăn đối với tuổi Mậu Thân, nhưng không có tiền, tức là thấy công việc nó chạy nhưng mà tiền mình không thấy nó ở đâu. Làm ra tiền nhưng mà rồi mình chi tiêu nó cũng nhiều. Tài chính thì đầu tư nhiều, có thể là cứ giống như là mình thấy công việc thôi, mình thấy cái mặt nổi của công việc, chứ còn cái mặt gọi là thu lợi nhuận thì mình chưa thấy, là đầu tư thôi, chưa chưa thu lợi nhuận. Nhưng mà cũng không không yên tâm là năm nay không phải là năm đổ lại, tại vì người mà Mậu Thân là họ vốn dĩ thông minh, nhìn xa trông rộng, đầu tư cái gì thì phải 1-2 năm mới mới lại được thu lợi. Cho nên là năm nay là năm khởi đầu của mọi công việc, chứ không phải là năm thu lợi ở công việc. Nói là như vậy. Phương diện tình cảm á, năm nay á, thì tình cảm vợ chồng á, thì không được tốt lắm ha. Lời qua tiếng lại. Nếu như nam á, thì tuổi này á, thì năm nay có xích mích ở trong gia đình. Rồi chỉ có vậy thôi, còn sức khỏe thì chủ yếu là chỉ là ốm vặt, chứ không có gì nặng. Đó là những cái mà chung của tử vi nói về, về tuổi này, xét về sao mệnh. Thì bây giờ mình xét thử cái 6 tháng cuối năm này nó như thế nào ha. 6 tháng cuối năm này thì đầu tiên hết là năm nay là thổ ha. Thổ thì khắc thủy, hiện tại là mới trải qua 2 tháng 6, mình vẫn còn ở trong 1 tháng 6 nhuận, là tháng thủy, tháng mùi. Thì tháng mùi này tháng mùi này thì không có gì gọi là quá nặng nặng nề với tuổi thân. Cho nên nó là cũng chỉ khắc về mệnh, nhưng mà mệnh mình khắc khắc tức là thổ khắc thủy chứ không phải là thủy, không phải thủy khắc thổ. Cho nên là 2 tháng vừa rồi dù là có sao thái âm chiếu mệnh, nhưng mà làm nó cũng tương đối không có ra tiền, tức là có thể là công việc nó vẫn trôi chảy, vẫn
đều đều diễn ra, nhưng mà tiền thu vô thì mình chưa thấy ha. Rồi đến là tháng sau là tháng Thân, tháng Thân thì hành thổ luôn, tháng sau là tháng Mậu Thân luôn, hành thổ luôn, hành thổ dương luôn. Thì tháng tuổi cộng năm sinh xuất cộng với tháng tuổi luôn, tháng tuổi mà thiên can tuổi mệnh tuổi cùng mệnh luôn, thì tháng này thì các anh nên cẩn thận việc lời ăn tiếng, lời ăn tiếng nói ha, nhìn trước ngó sau khi mà mình đi ra được. Bởi vì tháng tuổi thì thường nó là sẽ không tốt, tháng tuổi thì hình thái tuế hay trực thái tuế hay xuất hiện, nhưng mà trong năm nay thì sao thái tuế không không chiếu mệnh mình, cho nên nhưng mà cái hạn thì nó vẫn thường là người ta nói năm 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 xui tháng tuổi ha. Thì cho nên là tháng tuổi thì mình nên cẩn thận hơn một chút. Kỷ Dậu, Kỷ Dậu thân, tháng Kỷ Dậu thì không có gì, tháng Dậu là tháng thổ, cũng là tháng của thành thổ, cho nên không có gì. Tới tháng Tuất ha, tháng Tuất cũng không có gì. Tháng Hợi, tháng Hợi là tháng tháng xuân của mình cộng với tức là tháng 10 đó, tháng Hợi là tháng xuân của các anh chị ha. Tân Hợi nữa, tháng Tân nữa, Tân Hợi mệnh kim, kim thì nó khắc mộc, và gặp tháng tháng xuân nữa, thì có thể nói là tháng này là có thể là phương diện gì, tài chính này, về mọi mặt đều là xấu nhất của năm nay. Dù rằng là có cái sao tốt để chữa bệnh, nhưng mà năm nay cái tháng này thì thật sự đối với các anh mà tuổi Mậu Thân thì cẩn thận hơn. Tại vì đã tháng xuân về 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 mệnh đúng không? Rồi còn là tháng tháng xuân về dần Thân Tỵ Hợi nữa. Tháng này kêu là tháng lục xung mà, cho nên là không có suôn sẻ đâu ở trong tháng này. Tháng này thì đừng ra tiền cho ai vay mượn, nghe lời ngon ngọt cho ai vay mượn tiền ở trong tháng này. Nếu cho ai vay mượn tiền ngon ngọt trong tháng này thì sẽ không lấy lại được. Tuổi năm nay thì là do là tuổi về chủ về 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 chuyện hưng vượng tài lộc, mọi sự là bình an lấy về tài lộc, nhưng đổi lại là sức khỏe bị ốm đau nhẹ và cái chuyện gây gổ trong gia đình, cho nên là tháng này mọi cái xấu của năm này nó sẽ được đổ vào tháng này, cho nên là các anh chị các anh cẩn thận giùm em ha. Rồi tháng tháng Tý thì Thân Tý Thìn, tháng Tý là tháng tháng tam hợp ha, mạng mọc luôn, thì mình không có đến nỗi nào. Hai tháng cuối năm là hai tháng của Mậu Thân gom tiền, cho nên là phải nói chỉ có tháng tháng 7 tới, tức là còn 20 ngày nữa tới thì phải cần chú ý. Nhưng các anh của tuổi này thì tuyệt nhiên phải chú ý, cẩn thận nhất vẫn là tháng Tân Hợi, tháng Kim, một cái tháng mà có thể nói là xấu nhất của năm nay, vừa xung về tuổi, về xung về mệnh, cho nên là cố gắng vượt qua cái tháng này một cách nhẹ nhàng. Biết mình là tháng xung, tháng tuổi, tháng xung, tháng hạn, thì mình gọi là nhịn nhục, nhịn một câu nhịn chín câu lành trong gia đình. Làm ăn thì mình cẩn thận để đề phòng người gọi là tiểu nhân ha. Rồi đó là những cái luận đoán của các anh, để xem có các chị thì sao. Chắc các chị mà em nghĩ thì cá hơn. Các chị của tuổi này thì năm nay là sao thổ tú, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không có lợi, có kẻ là đâm sâu lưng ha, đâm bị thọc, thọc bị gạo, gia đạo thì không yên, chăn nuôi thì thua lỗ. Đó là những cái gì mà
mà sách nói nha. Hạng là hình tiền, hình tiền bệnh nặng nguy vong, à hình tiền là nặng đó ha. Vận niên xà ám tỉnh, rắn bị nhốt, à, thổ gặp năm năm hỏa, ha, là tương sanh tốt. Địa chi thân gặp dậu là sanh xuất xấu, ha. Mậu gặp đinh thì là sanh nhập tốt, thì mọi chuyện nó cũng giống như bên kia, nhưng mà đều có một cái bên này thay vì bên kia bị tóm tật thì bên này bị hình tiền ha, mà năm bên này bị sao thổ, thổ tú, sao thổ tú thì nó cũng không có ngon lành gì lắm đâu. À, thì năm nay á, là cũng như các kia thì cũng có trực phù, phục binh thiên không, thiên quan quốc ấn tự phụ, tướng quân lâm quan kiếp, lực sĩ thiên trù đà la phá tối tuần, thanh long long đức mộc dục thiên la hà lưu hà thiếu âm thiên hỷ suy. À thì nếu như mà có những cái sao này mà chiếu mệnh thì phương tiện làm ăn của tuổi này năm nay không phải là một năm gọi là thành công về mặt tiền bạc cũng như tình cảm trong gia đình. À, tuy là nó không quá xấu, à, mọi chuyện nó cũng gọi là không quá xấu như là La Hầu Kế Đô hay là Thái Bạch, nhưng thổ tú thì cộng với những cái sao mệnh ở trên thì gọi là năm thành công của Mậu Thân thì không, không đúng. Từ nếu mà Mậu Thân nữ từ đầu năm đến giờ thì cứ bình bình, không không quá sung mãn mà cũng không quá xui, mọi chuyện nó cứ bình bình thôi. Thổ tú không lành lắm mà cũng không dữ lắm, cho nên là cũng đỡ rồi. Thì cũng như đã nói là mạng cũng như đã nói không, các chị là mạng thổ mà thủy, gặp thủy thì 2 tháng vừa rồi là thổ khắc thủy thì nó cũng là tương khắc, cho nên là không không có gì đặc biệt, gọi là bình bình, mọi chuyện nó cứ êm êm thôi. Mình cũng thấy công việc nó không không quá bị khó khăn mà cũng không phải là suôn sẻ. Nhưng mà cũng nói nhau không, tháng tới là tháng Mậu Thân thì nó sẽ có một chút khúc mắc, do là các chị không phải là sao được sao như mấy anh tuổi này, cho nên là sao của mấy chị là sao xấu hơn. Thì hạn của mấy chị, hạn của mấy chị của tháng 7 nó cũng sẽ xấu hơn một chút. Thì có thể là như tổng quát sách nói đúng không, là phải để ý kẻ ném đá dấu tay, có thưa kiện, có dính dáng tới thưa kiện quan sai, không nên đi xa trong tháng 7. Tháng 7 là thôi tháng cô hồn nữa, gặp sao mình nó xấu, bản mệnh mình nó xấu thì thôi đừng có đi xa, ở nhà tụng kinh, ở nhà đi chùa tụng kinh nếu là đạo Phật. Gặp tháng này ở nhà chùa tụng kinh Du Lan cho nó có hiếu, với để trả hiếu cho ông bà già ha, thì nó sẽ tốt hơn. Tháng này thì do là tháng 7 địa chi của nó cũng không cùng hàng, cùng là Mậu Thân luôn, thì nó đem lại cho mình nhiều cái gọi là âm thì nó thịnh, dương thì nó suy, mà mình là con đàn lá là dương mà, cho nên là không nên làm gì trong tháng này hết, thôi kệ nó nhẹ nhàng cho nó qua. Mà mọi người nếu là đạo Phật thì cũng biết rồi, tháng 7 thường là chả ai làm gì đâu ha. Rồi cũng như vậy, tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng Kim, là tháng xung, cũng giống như các anh nam, nhưng mà sau của các chị thì xấu hơn, cho nên là các chị cẩn thận hơn các anh nam một chút, đề phòng những cái việc đi xa ha. Năm nay là thổ tú thì không nên đi xa rồi, cho nên là đề phòng cái việc xe cộ đi xa, bệnh ha. Sức khỏe thì không có tốt lắm, thậm chí là công việc của tháng 10 này sẽ rơi vào bế tắc, gây thật là nhiều khó khăn. Nhưng mà đến có tháng 11 trở lên thì là mọi việc bình thường, tuy nhiên đó là tới sức khỏe thì nó cũng không còn không được thoải mái lắm. Và tháng 11 tới tới Tết là tháng thành công của các chị tuổi này,
và sẽ có nhiều tiền tài, chủ yếu tập trung vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 ha. Đó là những cái luận đoán chung của em về tuổi Mậu Thân 6 tháng cuối năm. Mong rằng nó có lợi, có một cái thông tin bổ ích giúp cho các anh các chị có được cái nhận định tốt về nửa cuối năm dạo này, và để đầu tư là có cái chiến lược cho kinh doanh tốt hơn. Cảm ơn các chị đã theo dõi. Nhớ bấm vào đây ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn mọi người theo dõi rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.